Hello, xin chào tất cả cô chú. Bây giờ thì mình sẽ đi gửi đồ cho cái bạn kia. Cái bạn này đợt trước rồi đã từng xin đồ của Emily rồi. Và ngày hôm nay thì bạn ấy nhắn tin xin nữa hỏi còn đồ Emily có đồ nào chật không cho em với để em mặc bé mặc chật hết rồi. Đây. Bỏ vô thùng cho chơi cho bạn chị cái nè. Penguin con này con penguin đó con, còn con này panda nè, panda elephant pumpkin à đúng rồi pumpkin onion đó. Kệ đi đọc vậy đó, không biết nó hiểu hay không, không biết, giống như em học tiếng Anh vậy thôi, nhiều khi cũng chả hiểu gì hết trơn mà cứ nghe đi nghe lại từ từ cũng thấm. Mẹ của con nói chuyện tiếng Anh dở như hạch vậy, ôi gán ngang nha. Bữa mới học cái chữ này nè, rap đúng không, a rap, chữ a với chữ p, a thêm chữ r nữa, rap. Không biết mày đọc đúng hay không nữa, thì cô giáo dạy vậy đó mà không biết phát âm chuẩn chưa, không biết nữa. Rap, strawberry. Có chữ này nè, chữ này đọc à, hurt. Well, không biết nữa, để lát lên Google thử coi có phải đúng không. Con này nè, octopus. Chị thích mấy cái bản chữ cái này lắm nè, chị thích lắm nè. Hen là con gà mái nè cả nhà, em mới biết ra là con chicken là con gà đúng không, mà hen là con gà mái. Rồi con gì nữa, con gà trống là cái gì, hen đi con gà trống là đọc là gì hen đi. Router hả? Hình như là router là gà trống, hen là gà mái, chick là con gà con nè, chick biết đọc đúng nữa, kệ bà đi, đọc sai thì có người sửa, còn ít ra thì cũng cố gắng rồi. Shark sao em đọc shark này nó giống như cái chiếc vớ vậy, shark lại nó có chữ k nè, shark. Ok bà đi, đọc vậy đi, nếu em có sai mọi người chỉnh nha, chứ đừng có chấp nhất em nha, tại vì người Việt mà đâu phải người Mỹ đâu, mà người Mỹ nói tiếng Anh vẫn sai như thường, nếu như người Việt mình nói tiếng Việt vẫn sai như thường. Dạ con ha, có chào đâu. Quan trọng là mình cố gắng hết chút rồi được coi. Khả năng mình tới đó thôi, chịu thôi. Dở thì chịu ha, em mà lì ha. Dở thì chịu thôi con ha. Chị ngồi chơi cho đã, giờ chị chán hay chứ cái chị đứng vậy, cái em không có chơi chị đứng vậy, cái em xoay vòng cái thùng, cái bả sợ té, cái bả ngồi vậy nè cô chú. Sợ té nữa. Té đó. Chạy cái sàn nhà. Chạy sàn nhà cho cha mà chửi chơi. Chơi cái này là chạy sàn nhà đó. Rồi rồi, có mặt quá ta. Có mặt có đơn à. Có mặt á. Em lại ê. Rồi chị sợ té, chị sợ té. Có mặt quá chị. Em lại. Chị sợ té, chị sợ té. Dạ. Kẹo quá, ăn đi con. Anh đi. Chị sợ té, con có giò chị rồi. Nè, nè, có giò chị. Thôi bố quậm xuống nè. Đó. Ừ chẳng hạn. Bà già này chơi kỳ quá. Đó. Sợ chưa? Đó, sợ chưa? Sợ chưa? Sợ chưa? Sợ rồi. Sợ rồi. Hả? Sợ. Đây nè. Tiểu thư chuẩn bị xong hết rồi cô chú ơi. Đó. Bắt đầu chuẩn bị đi gửi đồ cho bạn nha. Đâu rồi, đồ chơi con đâu nè. Đồ chơi con nè, bé.
Trời ơi, tôi thấy cái ly cà phê. Trời ơi, tôi thấy ly cà phê. Sợ quá, sợ quá, sợ quá, sợ quá. Tôi sợ lau nhà quá. Đi đâu, đi đâu. Sợ lau nhà quá chị ơi. Nè cô chú, thấy em dễ chưng không cô chú ơi? Em dễ chưng không cô chú ơi? Em mặt tâm dễ chưng. Vậy đó. Trời ơi, vậy đó. Chào. Gên. Không được bò gên. Bực bội quá. Bực bội quá vợ. Rồi thôi đi nè. Rồi con xong rồi cô chú ơi. Nè thấy cầm chơi không? Ừ nè cầm chơi đi. Rồi để lấy đi đi bưu điện gửi cái đồ xong rồi mình sẽ đi xuống Eden. À đi đi bưu điện. Cái nhà ơi, bây giờ mình sẽ lấy keo để mình dán này lại, cái này là miễn phí nha. Trong cái thùng này mình sẽ dồn hết cái đồ này vô trong đây nha. Đây là sữa nè. Thì còn dư nhiêu cái mình bỏ mấy cái này. Là lẽ giờ mình sẽ gửi thành hai thùng. Chứ một thùng không đủ. Phải hai phát mới được. Đây cô chú ơi, Emily sẽ đi vô bác sĩ. Nó hết pin rồi. Nãy đi mà quên cái cục pin nha. I have appointment. Okay. Đó, em bé mới vô cân được 18 pound hả? Nãy bác sĩ nói mấy pound mẹ quên rồi. À, còn chiều dài là 20 mấy, lên được chút xíu, mừng quá. Mừng quá. Đó, giờ vô bác sĩ kiểm tra. Rồi xong bác sĩ thấy ok thì bác sĩ sẽ chích ngừa cho con. Ok. Nha bé ơi, bé giỏi ơi. Dạ. Con mới có ngủ có chút xíu mà cho nên dựng con dậy cái con hơi quạo nha cô chú ơi. Giờ nè ngồi xuống. Ngồi xuống. À, hả? Không chịu. Chịu. Cô chú ơi, dành điện thoại của mẹ nè cô chú ơi. Không cho điện thoại, không cho mẹ cầm điện thoại nè cô chú ơi. Nè, ai vậy đứa nào ở đây vậy? Nè. Đứa nào ở đây à? Đó, đứa nào á? Ai chụp hình á? Ai chụp hình đập gái quá vậy? Trời trời, đập gái quá trời luôn. Trời trời. Cười. No. Có đẹp không? No hả? Yes. Đẹp. Yes. Yes đi con. Yes. Có đẹp gái không? Trời ơi, mặt mày dính nè. Nãy ăn cháo dính ra nó mũi à. Đây. Yes. Này. Em có cái túi xách nè, đó, em quải túi theo nè cô chú. Em quải túi theo nè, mẹ mới bỏ cái đồ nặng của em vô đây nè. Cái đồ cạp của em sao mà không biết sao mà nó tiệp với cái màu vậy, cái vỏ luôn nè. Đó, cưng chưa? Cái vỏ của em á. No. Cười. No. Quậy á. Ê. No. Đó, kiếm điện thoại á. Đó. Mấy hôm nay là dành cái điện thoại vậy đó. Bà ngoại mà nói chuyện là úp bà ngoại xuống. Còn không thì xoay cái điện thoại vậy đó. Đó, đó vậy có chụp. Dần theo bé. Cô vô cô làm lẹ quá trời luôn. Cô vô cô bắn một cái bụp.
cô vô cô bắn một cái bụt cái xong cô lấy máu nè, cái xong bây giờ cô dán lại nè đi. Cái gì nhỉ? Xó 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 cái áp của tôi ra, bậy bạ ra. Bây giờ nó giòn mất tiêu luôn. Nè. Ở đầu điện thoại, cô chú thấy không? Thấy rồi điện thoại không? Tắt cái máy cho mẹ nha. Tắt máy đi. Để hồi hết pin. Tắt máy đi để hết pin. Con nhiều chuyện quá vậy. Con nhiều chuyện quá vậy. Cười. Bé ơi bé nhiều chuyện quá. Bé nhiều chuyện quá đi. Nè, đồ chơi bé nè. Nè. Nè, lấy ra, lấy ra. Nè, nè, nè. À, vơ. Đưa mẹ mày bỏ túi để người ta lấy của mình. Cất vô. Cất vô rồi, xong mất tiền, mất tiền. Mất tiền. Nó đòi á, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, nè nè, xí xí xí. Bên đây nè, nè, nè. Đây nè, đó. Thấy chưa? Ba. Đây nè, cái này nè. Cái này nè, đó. Phá đó, he, cái đó mà gớt đầu con làm cái cốp liền luôn đó nha. Em bé mới đánh răng xong rồi cô chú, đây còn dính cái kem trên miệng nè. Đó, rồi xong rồi, xong, khỏe, giỏi, yeah. Lên 4, chiều cao lên 4cm, lên 1 pound. Good job. Rồi đi về nhé. Em bé có được cái bong bóng nè cả nhà ơi. Đó, cho em chơi. Lát ra anh hai chơi ké nữa. Em đi bác sĩ xong là em được có bong bóng nè. Bác sĩ tặng á, tặng cho cái bong bóng chơi đó. Bùm 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 bùm. Nè, bỏ cái thằng này ra đi. Ok, rồi đó. Không chịu à, không chịu thôi, không chịu. Giờ đi về rước anh hai là vừa luôn á. 11 giờ rưỡi. Rồi 12 giờ là anh hai sẽ ra. Bây giờ 11 giờ, 10 giờ 40 còn 1 tiếng nữa. Nó mình đi chợ nha mẹ ơi, con về con. Ba kêu con đi về đi. Giờ rước anh hai xong rồi cô chú. Rước anh hai xong rồi giờ mẹ con đi chợ. Đi chợ mua đồ về nấu bánh canh cua. Mới chơi được, bấm nút lên, turn on lên. Nhẹ tay, trời ơi, chơi vô đó rồi máy móc nào mà còn. Nhanh lên. Chờ chú ra. Đi nhanh lên vô chợ để thôi. Ê, giờ vô chợ mua ít đồ về nấu bánh canh cua ăn nha cả nhà. Rồi con đẩy cái xe đó đi. Để xe đây nè. Con muốn đẩy em hay để xe? Đẩy em à? Em à, thu à. Đây nè. Rồi vô. Đi. Vô. Hai anh em giỡn.
Em mua quýt với ngò. Lát về làm bánh canh cua đó. Thì mua nấm này nè. Ở đây chỉ có loại nấm này thôi. Còn nấm rơm thì phải đi vô chợ đại hàng mới có. Rồi hầm có gì cho nó ngọt các bạn. Nó không có bán cua cá trắng nhỉ. Ồ, nó có một loại cua cá trắng thế này nè mọi người. Chợ này là chợ Mỹ, chợ chay anh là chợ Mỹ thì họ bán mấy cái loại trái cây của Mỹ mà nè, cua cá trắng nè, nhìn nó cười không? Mà nó quéo quá trời. Họ nó mềm xèo, nó quéo quắm lại hết trơn à, không ngon. Mà đi kiếm cái loại khác mua đi. Tệ quá. Rau quá tệ. Đi con. Ây da, dướng, dướng. Đi. Đi chặt. Đi chặt. Đây là cái bố. Đi chặt. Đây là. Đây là mềm. Thôi đừng có ghẹo em nữa anh đi. Sao vậy? Em. Thôi đừng có chọc em nữa. Ờ, anh hai hả? Rồi, rồi, rồi. Ok, 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 ok. Bầu và làng và môn và môn 2 đồng mà 2 đồng 49 một thao gừng rồi gừng trong đây củ nào cũng nấy trời lỗ đầu ấy trời trời bá nữa vậy 2 đồng 99 một thao ngày hôm nay không có xài gừng với phần nhà cũng còn gừng đi xuống này. Bánh đâu nè? Ăn nguyên bột cookie nè. Ăn nguyên bột cookie. Ồ, bánh nó bự lắm, khoan hết không à? Ba. Ba. Bự lắm. Bự lắm ăn không hết đâu. Chị chào con muốn lấy cái này phải không? Thì con phải lấy một. Đây nè, con phải lấy một cái bịch nè ha. Ok, rồi mở ra. Khoan, khoan, khoan. Lấy một cái bịch để đựng nữa đâu rồi? Cái bịch đâu ta? Chánh 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 mày coi coi. Có cái bọc nào không ta? Không có. Que. Chắc đựng như đây quá. Ờ đây đúng rồi, đựng như đây nè. Rồi. Bây giờ cái con lấy cái đó con lấy. Ê không có tay. Nè lấy cái này nè. Lấy này nè, ụp lên đây. Xong rồi bóc. Rồi bóc đi. Bỏ vô bịch này, rồi một cái thôi, ok, rồi cầm đi lát nghe tính tiền nghe không? Ok, chứ không phải tính quên bỏ vô sọt đi con, bỏ cái sọt lát đi, bỏ vô cái miếng kia, đúng rồi, miếng kia, chứ mình mà quên tính tiền là người ta phạt tiền á biết không? Nghe không? Rồi, người ta phạt tiền đồ ăn mình đó. Dạ. Bò mình kêu. Rồi đẩy em đi nè, đẩy em đi. Đây, cũng một xe nữa cô chú. Nãy thấy sườn này bán cũng ngon. Tôi mua sườn đang giảm giá mà mua. Đây, ba mẹ con về tới nhà cô chú rồi. Rồi. Anh hai chui vô toilet luôn. Giờ em mới sắp đồ ra nè. Giờ lắc lắc nấu. Một lát em sẽ sử dụng cái bột của bánh xèo á. Thì em sẽ làm bánh canh. Tại vì cái bột bánh xèo là bánh canh ăn cũng ngon lắm. Giống như bột sắt. Giống như bánh canh bột sắt á cả nhà. Nhưng mà em sẽ luộc một cái nồi riêng thì cho nó đỡ lền. Bánh không nó lền dữ lắm. Cái này bánh trung thu nè. Dễ thương á, 5 đồng, mini. Ăn cho đỡ thèm. Rồi, giờ sẽ sơ chế cái nấm này.
Ngày hôm nay em có mua được cái nấm này nữa nè cả nhà. Em có mua được cái nấm này nè, lát bỏ vô ăn cho nó ngon. Là sẽ sử dụng một dĩa này đó. Tính lúc đầu tính là không có nấm này thì sẽ sử dụng hai dĩa này. Nhưng mà giờ có thì mình sẽ sử dụng một dĩa thôi. Đây là trái cây, đây là bánh mì. Ồ bánh mì ngàn lớp nè các bác cả nhà. Ồ có bánh mì ngàn lớp này là ngon ghê á. Trời ơi, mấy người mà ở tiểu bang khác á, thường họ mua không có, họ phải lên mạng họ order á. Đó mình mua được cái loại này với một cái loại tròn tròn nữa. Nhưng mà em mua ăn thử loại này như thế nào, tại vì thấy dạo này đang rất là viral về cái món này luôn à. Giờ còn dư được một khúc sườn này, em cất vô tủ lạnh. Đây là cả nhà coi cái tủ em nè. Chất đầy ngạt trong đây hết à. Thấy không? Đó, được còn dư dĩ sườn này, yeah, còn cái này là thịt T-bone. Này mua một tặng một nè, cho nên em mua hai dĩ luôn. Đó. Rẻ, mua để dành để xào hoặc làm spaghetti ăn cũng ngon. Rau. Rồi, hiện tại giờ là đang đợi cái này nó sôi lên xong em trụng. Em đổ nó bỏ. Rồi xong cái mình nấu lại một nồi nước khác cho nó trong á. Cái da. Nè, cái nồi nước súp nè. Em sẽ trụng sơ qua cho nó ra cái cặn nè. Thì lát mình nấu cái nồi súp cho nó trong. Chú ơi, cái bột của bánh xèo nó như thế này nè. À, cái này là vẫn là bột gạo thôi. Mà mình ăn bánh canh đó thì mình ăn bột gạo là thì nó ngon hơn nha cả nhà. Em nắng cái nó hơi dính tay chút nè, nó dễ vậy nè. Cái lát mình nắng sâu á thì nó dễ hơn. Em có chừa lại một miếng bột áo nè, em chừa lại một miếng bột áo. Khi một lát nữa mình do mình bỏ vô nè. Mọi người thấy không? Nó như thế này là ok nè. Cái này chỉ có là nó thêm cái bột bột nghệ thôi, chứ nếu như không bột nghệ thì nó vẫn là bột gạo nha. Bột gạo 100%. Thì họ có pha thêm chút xíu bột mì tinh nữa. Nhưng mà không sao. Cái bánh canh này mà nó có hai loại, một là bột gạo không, hai là bột mì tinh. Các bạn muốn ăn bột bánh canh nào cũng được. Đó, bột bánh canh bột mì tinh hoặc bánh canh bột gạo không cũng được nè. Mọi người thấy không? Đó, đó, đó. Rồi, em đang hầm cho nó mềm xương. Rồi bắt đầu em mới chuyển qua tới bỏ cái này. Hồi nãy mua nấm mà bây giờ mới nhìn thấy được cái hộp nấm này nó hài quá mọi người. Nó trộm giống như cái viên đá vậy cả nhà. Nhìn mắc cười ha. Nó để là mushroom gì đó, không biết nữa. Mình ăn thử hôm nay, ăn thử cái loại này thì thử nghe sao, không biết ngon hay không. Nè, còn cái này là nấm đông cô. Nấm đông cô trắng. Rồi, đợi cái này cho nó mềm cái xương xong rồi mình mới bỏ vô nha cả nhà. Rồi bây giờ mình mới làm cái cung rồi cả nhà. Thì mình dùng cái cây chỉ và mình dùng cái cây xỏ đồ ăn nha cả nhà. Đây nè. Cái xỏ đồ ăn như thế này nè. Thì ví dụ như ở Việt Nam các bạn có tre thì các bạn cứ làm. Đó, còn mình thì bên đây mình không có, mình mua cái đồ xuyên que nè. Thì nó có được nhiêu đây, mình làm cái đồ cắt bột đó. Mình sẽ lấy cái hũ sugo này nè, mình cắt bột nha, bỏ vô trong đây. Và đầu cắt, nước đang sôi nè cả nhà ha. Đây, cái nồi bắp canh cua xong rồi nè, nãy giờ lo cho bé nó ngủ xong rồi giờ mình mới xuống mình ăn nha. Hấp dẫn chưa cả nhà ơi. Thôi giờ mình ăn cái nha. Bớt đi. Quá hấp dẫn. Còn cua này nè mọi người, nhìn thấy biết cua gì không? Cua tiết cả nhà ơi. Hôm bữa mua cua tiết về ăn á.
Dư lại làm bánh canh cua quá xuất sắc. Chú chả mà ơi, bữa giờ đang thèm. Trái này cái này bị thiếu nước rồi. Cái bánh canh nó nở ra và thiếu nước rồi cả nhà. Xương. Rồi mời cả nhà cùng ăn bánh canh cua nha. Cái này nó hơi đặc. Mời kệ đi. Thơm không? Rồi. Cái nấm gì ngộ vậy? Nấm gì ngộ vậy trời? Cái nấm này có bộ không ngon à. Lát vớt bỏ hết đi. Cái mùi nấm kỳ quá. Ăn như cà pháo. Kỳ quá. Không thơm. Tưởng nấm rơm mà không phải. Tiêu. Tiêu nó sặc nó ra mũi. Khó chịu à. Wow, ngon. Vừa ăn, xuất sắc. Cắn nhiều miếng ớt. Ây da, cay quá. Trời ơi, ớt hiểm. Ớt hiểm. Không biết ăn ớt thì đừng có ăn. Ăn ớt. Ăn một bánh canh thì đốt rồi ăn. Ớt hiểm, ồ chà chà. Vô mảnh luôn. Chúng miếng ớt hiểm. Quá đã quá đã. Cái bột bánh canh này nè. Ăn một bánh canh vậy mới ngon. Ăn cái này nó có cái mùi bột nghệ. Cho nên khi ăn á nó lai lai cái mùi bánh xèo. Nhưng mà nếu như cái nhà mình mà không có bột gạo á, bột gạo không á, thì các bạn có thể lấy cái bột nghệ. Nhưng mà nếu như nhà mình có bột gạo á, trắng á, cà bắp. Trời, trúng hai miếng ớt hiểm, quá đã. Kiểu bột gạo mà nguyên chất á. Nấu cái món này hết bài luôn. Nhưng mà này ngon nha. Ngon. Ngon. Ngon ăn được. Ngon cái này con ha. Trời ơi không có. Trời ơi con rồi. Trời ơi bỏ đưa nó cái gì mà nó bấy nhầy hết kìa. Ăn bánh. Bánh đầu mà tóm nó nữa đi. Thôi nãy mà có thời gian nữa không? Lột thêm miếng cua nó bỏ vô là ngon. Trời ơi. Đang cảm ăn cái tô bánh canh này hả? Giải cảm luôn á. Cô Tuyết á, trời mua nhiều quá ăn không, mua hai bịch ăn cái bị ngán á. Có thấy gì cái lột của cô Tuyết ra, lột cô Tuyết ra để dành trong hũ bắt đầu nấu. Hồi nãy em nấu em bỏ vô, tại vì khi mà mình lột ra nó cũng bể hết trơn à. Nè, chứ nó không có được nguyên thanh. Ăn một lón rồi hết. Mama. Ba sao?
Khẽm mà khẽm cả ba. Ok rồi thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các nhà.